phóng sự Hương Sắc Đô Sinh chia sẻ với các bạn những tác phẩm cây cảnh nghệ thuật của câu lạc bộ sinh vật cảnh huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên mang đến để tham dự trưng bày mừng xuân Mậu Tuất 2018 do câu lạc bộ cây cảnh nghệ thuật và hội sinh vật cảnh Hưng Yên tổ chức. Tác phẩm đầu tiên tôi chia sẻ với các bạn đó là một cây xanh, một tác phẩm xanh cổ có tên là Mai Siêu Phong. Ba cây dưới à? Ba cây dưới. Nó là tam sự một đỉnh. Chủ cây là anh Trần Văn Vững. Chỉ số, các chỉ số. Anh chủ cây có ở đây không anh Ước? Dạ có. Xem truyền hình giới thiệu anh bác này. Sau khi tôi hỏi anh Ước là trưởng đoàn thì hỏi là anh Vững có ở đây không thì anh Vững mới lộ diện ra. Anh Vững mới bảo đây đây em đây. Mà khi tôi giới thiệu là tôi chia sẻ tác phẩm này anh cứ đứng cạnh tôi anh cười tủm tỉm. Tôi nói thật chứ nếu tôi là người phụ nữ tôi sẽ chết say chết đắm về anh. Và đúng như thế là. Tức là cái tác phẩm này là xin báo cáo với các bạn xem truyền hình là 10 năm mới lại xuất hiện một lần. Vâng. Tức là cách đây 10 năm cũng đã tham dự cuộc triển lãm của tỉnh Hưng Yên. Vâng. Và năm nay cũng 2018 cũng lại xuất hiện trên truyền hình. Vâng. Lý do là vì sau 10 năm được chỉnh trang rồi tôn tạo, chỉnh sửa lại. Đấy thì là đến bây giờ nó có cái sự hoàn thiện hơn so với cách đây 10 năm. Đấy đấy là xin báo cáo với các bạn xem truyền hình là như thế. Tức là khi mà mình chơi cây thì cũng có thời điểm cây mang đi chơi, cũng có thời điểm cây lại phải ủ để nhà. Là ở trong cái thời kỳ mà mình làm sao nó đẹp lên. Đấy xin nói với các bạn là xem truyền hình như vậy. Vâng. Chúng ta cùng chia sẻ những cái nét đẹp của thân bệ rễ của tác phẩm. Đã bệt đá đẹp như thế nào? Và các anh giới thiệu với tôi những tác phẩm nào nữa nhỉ? Dạ đây là bác cứ đi hết dãy mà. Cả dãy này là của Yên Mỹ mình à? Vẫn của Yên Mỹ ạ. Vâng. Đây là cũng tác phẩm của Yên Mỹ. Một trong số những thành viên mới của câu lạc bộ mà bạn cũng đã mang đến một cái tác phẩm rất là hoành tráng như thế này. Vâng. Xin báo cáo các bạn là xem mấy mươi lóng bánh co bánh quẩy đâu thế nào. Hình dung ra là cây rất là lông lăng. Đấy. Bánh mì chuột cây bóng dáng rất to. Ai bánh xo lóng đây? Anh giữ cái tấm danh thiếp cho tôi cái. Ngón tay. Có được cứ để tôi zoom lại mà. Xanh trực dáng cổ của anh Trịnh Phương Nam. Vâng. Rồi. Hương và sắc. Chào các anh nhá. Vâng, chào anh. Yêu bonsai sai không là thì không được bỏ được. Anh nhá, Hưng Yên anh ơi. Rồi. Các bạn đúng là rất là có duyên với lại bác Hương và sắc. Đây là một tác phẩm xanh trực ôm đá. Sự kết hợp giữa cây và đá và dễ bệt rất là hoàn hảo như thế này. Ông xin địa chỉ để ông biết bài báo công việc cái đó. Báo
Và cây này có chủ nhân ở đây không anh? Dạ không ạ. Không có ạ? Vâng. Nhân đây mới về. Có khi bác quay vòng trên đây cơ, còn những cây đằng này đấy, vẫn là của Yên Mỹ, nhưng mà muốn là muốn gọi chủ nhân dạy chủ nhân thì bây giờ chắc là bạn ấy đang nằm nghỉ ở trong. Thôi ta cứ quay đi vì tối qua chắc chủ nhân phục vụ rồi. Cây này cũng có cái thân cổ quái đấy nhỉ chú ạ. Đây là tác phẩm xanh long, có đặt tên là Cưỡi mây vượt sương mù của ông Nguyễn Văn Tài. Vâng, cảm ơn anh nhé. Đây cũng là một trong số những cái thành viên mới, hội viên mới của trong câu lạc bộ, bây giờ mới ra mắt. À, đây là cây dưới cổ. Vâng, là dưới cổ. Anh có đặt tên là Phụ Tử Kế Công Khanh. Đó là tên của cây dưới cổ. Chủ sở hữu là Đỗ Bá Đồng. Chúng ta lấy bóng giá tổng thể của tác phẩm Phụ Tử Kế Công Khanh như thế này. Đây cái bia ở đó đây chú ạ. Phụ Tử Kế Công Khanh, anh có tạc luôn một khổ thơ ở đây. Đó là dáng đứng hiên ngang cao mút ngàn, tỏa bóng che chở đứa con thơ, lớn lên kế nghiệp Công Khanh phụ, cổ thụ lưu danh muôn hậu thế. Được, cũng là một bài thơ chứ nhỉ. Một khổ thơ thôi. Vâng, một khổ thơ bốn dòng. À, chúng ta di chuyển đến tác phẩm tiếp theo anh ạ. À, với video này là Đỗ Sinh giới thiệu với các bạn những tác phẩm của từ Hội Sinh vật Cảnh huyện Yên Mỹ, Hưng Yên mang đến đây để trưng bày. Đây là cây ngai vàng. Anh nhấc bỏ cái đây bỏ cái đấy mình soi vào cái gốc, cái gốc bệ cái. Đúng rồi. Vâng, để này lấp mất. Và đây là của cây xanh. Tác phẩm xanh này rất là già rồi. Già mà bóng nó đẹp chứ nhỉ? Vâng, bóng đẹp ấy. Và anh có đề tên là Mẫu Tử Du Xuân. Chủ cây là Bùi. Bùi hay gì đây? Đúng rồi. Dạ. Bùi Xuân Hiếu. Đúng không? Xuân Hiếu. Ờ. Đúng rồi. Bùi Xuân Hiếu. Bùi Xuân. Đúng rồi. Cũng đẹp ấy. Cây xanh này có lá khô lại rất nhỏ. Bóng dáng nó cũng hài hòa đúng nhỉ? Cũng hay. Em chào anh. Mẫu Tử Du Xuân cũng hay. Tên nghe hợp lý chú nhỉ? Bây giờ đến đằng phía này đúng không? Vâng. Đây từ cây dưới này đi. Cây dưới, cây hồng. Không. Cái bộ tam sự này để video sau. À, video sau. Ừ. Bộ của ông Ước. Thế còn đây này, hai cây trong này này. Vâng, đấy. Thì đơn.
Ước. Em là ước. Ước. Dầm ước ấy, hiệu. Vâng. Hiệu thì mới có số của ông Đan. Vâng, vâng. À, tôi chia sẻ một hai cây xanh nữa, sau đó tôi quay sang cái bộ tam sự. Vâng. À, từ dưới của anh Ước. Đây. À, đây chúng ta cùng nhau thưởng thức một tác phẩm xanh tràn trọng. À, đó là cây xanh cổ trực siêu của anh Lưu Xuân Trường. Nhưng mà nói xin lỗi các bác đi này. Nói cây dưới thì cái tuổi thọ của nó sức sống của nó rất là khỏe. Các bác nhìn dung là cái bà già bà dậu, các cụ các chị người xưa đúng không? Mà mình là cái văn hóa trận trọng khá lâu rồi các bác nhỉ? Mình là cái văn hóa cũng tương đối lâu rồi, cũng có thời gian rồi. Làm nông nghiệp đúng không? Thì bà già bà dậu là mình đồng được nước. Mà tại sao nó sống được, các cây khác không sống được? Đang nuôi thêm cái tay có này đỡ chống. Tắt nó phải theo đúng cái nguyên trạng. Còn phía bên kia là long, cây long. Một tác phẩm xanh long. Cái này cũng già. À, một xanh cây xanh cổ dáng long, dáng long. À, của anh Trần Văn Khanh. Khanh Khanh à? À có dấu nặng dưới. Vâng, vâng. Trần Văn người Khanh. Vâng đúng rồi. Tên tuổi khác người. Trần Văn Khanh Hưng Yên. Đây chủ cây đây đấy, chủ cây luôn. Thế mà anh bí mật quá, anh chính anh là người đi cùng tôi từ nãy giờ và anh giữ hộ các cái thẻ treo trên tác phẩm. À, bây giờ chính anh khoanh tay đứng đây anh cười trước ống kính này, chính là anh tôi đọc là Trần Văn Khanh thì anh bảo đấy là Khanh. À tôi bảo có dấu nặng ấy rồi, anh bảo đấy tên cũng phải ngang ngang ngạnh ngạnh một tí, khác người một tí. À đấy là anh thêm cái dấu nặng ở dưới. Mà lại cả lướt có một tên cả chú ạ. Vâng. Nhưng mà mọi ngày anh là Khanh hay là Khạnh? Mọi ngày cơ cũng vẫn là Khạnh à? Tôi tưởng là chỉ hôm nay ở trong triển lãm anh thêm dấu nặng để cho nó khác người một tí. Vui tí nhá. À, tác phẩm xanh long. À, có cái tuổi đời tương đối cao anh ạ. Đẹp ấy. À, đây là một cây xanh dòng xanh Nam Điền. À, thân bệ rễ đã nổi lên màu đồng, đó là màu đặc trưng của dòng xanh Nam Điền. À, nấm mốc cũng đã bò lên đến tay chi. À, chúng ta sang phía đối diện để quan sát bóng dáng tổng thể của tác phẩm một lần nữa. Anh có cái gì để cạnh đây? Cái bình rồng. À, anh buộc dây đồng vào đấy à? À chủ yếu là buộc vào, không phải nó đổ đâu nhá. Tôi biết ý của anh buộc vào làm gì rồi. Chỉ có tôi là tối nay tôi tháo ra lấy trộm được thôi. Đó là long này phải cho bình rồng nó hợp chú ạ. Vâng. Đấy. À, tôi xin dừng hình ở đây để chuyển sang video tiếp theo, chia sẻ những tác phẩm của Hội Sinh vật Cảnh huyện Yên Mỹ đến trưng bày tại đây.